Xin chào các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để chúng ta thực hiện cái layout, hay là chúng ta lên dàn cái layout trên cái website cho cái đồ án 2 của chúng ta. Thì trong cái đồ án này chúng ta cũng không có lập trình ra một cái website ha. Nhưng mà ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn để chúng ta lên bố cục của website của chúng ta. Rồi nó có những cái thành phần như thế nào. Rồi nó xài Responsive Bootstrap như thế nào. Ví dụ khi chúng ta kéo như lại như thế này thì nó sẽ tạo những cái menu giống vậy ha, hay là tất cả những cái này wrapper xuống như vậy cho các bạn ha. Chúng ta thực hiện cái điều này nó như thế nào thì tôi trong cái đồ án này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là chúng ta làm thứ nhất là tôi hướng dẫn các bạn chúng ta lên layout cái trang chủ ha. Sau đó chúng ta sẽ lên layout một cái trang gọi là cái trang về danh mục đây ha. Đây là cái trang gọi là trang liệt kê tất cả những sản phẩm ha các bạn ha, trang liệt kê tất cả các sản phẩm. Và một cái trang là trang chi tiết sản phẩm. Đây, khi chúng ta bấm vào thì chúng ta xem đây, chi tiết sản phẩm. Thì trong cái đồ án này chúng ta cũng có xài một số những cái lịch in về jQuery nha, một số lịch in jQuery để cho các bạn đạt được những cái này ha, đạt được những cái gọi là những cái hiệu ứng zoom này ha, hiệu ứng zoom này. Và cũng có trang một cái trang cuối cùng đó là cái trang contact ha, trang contact us. Thì chúng ta có cái contact form, chúng ta có contact form ở đây. Thì đó, trong cái đoạn này là mục tiêu của tôi là hướng dẫn cho các bạn chúng ta lên cái bố cục, lên cái layout và chúng ta dàn nó như thế nào để nó đảm bảo được cái tính năng lợi là Responsive Bootstrap để chạy lên tất cả những cái thiết bị khác ha. Ví dụ tôi bấm có thể bấm gọi là một đây thì các bạn thấy ha, đó nó chạy cho nó đúng với cái gì chủ của chúng ta các bạn ha. Rồi chúng ta cũng có thể xem cái trang chi tiết đây, cái trang chi tiết của chúng ta ha, trang chi tiết của chúng ta đây. Đó, thì đây là những cái một số những cái nó xài cái jQuery đó các bạn. Một số plugin để nó làm được cái việc đó cho các bạn ha, một số plugin. Tất cả những này nó đều wrap hết cho chúng ta ha. Đó, xem đến tất cả thiết bị đều chạy được cả. Đó. Thì mục tiêu của cái đoán này là tôi muốn cho các bạn là chúng ta dàn một cái layout, một cái layout cho cái shop bán hàng. Thì thực chất cái những cái gọi là những cái website này nó đều có những cái template. Thì cái nguồn để chúng ta lấy những template nào thì tôi sẽ trình bày trong những cái phần sau, phần tổng kết của cái đồ án này. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn lấy một cái nguồn, những cái nguồn để chúng ta có được những cái layout này ha. Người ta đã làm miễn phí ha, người ta đã làm miễn phí hoàn toàn và người ta cũng đã dàn HTML cho chúng ta rồi ha. Chúng ta khi mà chúng ta lập trình vào á thì chúng ta chỉ cần đẩy những cái dữ liệu này bằng cơ sở dữ liệu lên ha, bằng cơ sở dữ liệu lên. Còn trong khóa học này tôi không dạy cơ sở dữ liệu ha, cho nên tôi không có trình bày cái phần lập trình ha. Chúng ta chỉ lên layout, dàn layout cho nó như thế nào. Còn khi mà chúng ta đã có những cái code ví dụ như là PHP hay là ASP.NET, ASP.NET MVC vân vân, thì chúng ta sẽ biến những cái dữ liệu này bằng những dữ liệu động, bằng những cái control, bằng những cái thành phần mà những cái code server đó nó cung cấp cho các bạn ha, cung cấp chúng ta wrap vào ha, là nó được. Còn ở đây là chúng ta chỉ dàn cái layout này ha. Đó thì là nội dung tôi giới thiệu cho các bạn về cái đồ án 2 ha. Sau bài này thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta làm cái trang home. Thì tiêu chí của tôi là tôi cũng sẽ code trước, rồi sau đó tôi sẽ hướng dẫn từng phần, tôi chỉ từng phần, sau đó các bạn thực hiện lại. Và các bạn nhớ khi mà chúng ta thực hiện lại thì chúng ta làm xong chúng ta có thể quay video YouTube ha, chúng ta gắn lên YouTube và các bạn gửi tôi cái link để tôi có thể có những cái góp ý cho các bạn ha. Thì các bạn cũng có thể tự, sau khi mà các bạn đã qua những cái khóa học này rồi, những cái bài khóa học rồi, các bạn có thể tự phối màu cho mình luôn ha. Ví dụ những cái màu này các bạn không thích màu này, các bạn có thể chọn những cái màu khác ha. Chọn màu khác các bạn tự chọn cái màu lại cho mình cho nó nhìn sang trọng hơn. Thì đó là do của các bạn ha, tự các bạn suy nghĩ và chúng ta làm sao cho nó đẹp ha, cho website nó đẹp. Và các bạn có thể thu hình cái video lại ha, chúng ta xài cái chương trình là Camtasia đó các bạn ha, chúng ta quay lại và chúng ta up lên YouTube nè. Rồi, cảm ơn các bạn ha.